thử làm MC đám cưới đi em. Thôi, chắc chắn được nhiều tim. Em thay cái bộ áo dài cho nó lịch sự. Yo. Xin được hân hoan chào đón toàn thể quý vị khách quý cùng tất cả các anh chị nam thân nữ tú đang có mặt trong buổi lễ tiệc cưới ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép thân tự xin được thay mặt cho ban tổ chức và gia đình gửi đến toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị, hoa sen đẹp nhất trong đầm, chú rể đẹp nhất khi yêu thầm cô dâu, yêu thầm cũng chẳng được bao lâu, rồi cũng phải đến lúc nói đôi ba câu tỏ tình thì phải bất thình lình, chỉ có như vậy mới cưới được người mình yêu. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mà mấy đèo cũng qua, yêu nhau thì đừng ngại đường xa, nếu không đi xe buýt thì ra ga ta đi tàu, yêu nhau đừng nói chuyện nghèo giàu, nếu không đi tàu thì ta lại đi xe. Vâng, đám ma thì không thể thiếu người chết, cũng giống như đám cưới không thể thiếu chú rể và cô dâu. Bên tay trái của tôi là chú rể Trần Văn Hôn, còn bên tay phải của tôi là cô dâu Nguyễn Hương Ly. Xin được thông báo đám cưới của cặp đôi ly hôn xin được bắt đầu.